Hello, chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ tâm sự với mọi người một tí. Thực ra thì the whole team on this channel là kiểu mình tâm sự với mọi người rồi. Vậy ngày hôm nay thì mình sẽ nói một chút về một câu chuyện cũ của mình. Về một thứ mà mình đã từng trải qua và cũng mất khá là nhiều thời gian mới có thể vượt qua. Và như cái tiêu đề thì mọi người biết rồi đấy. Mình là một con nghiện. Một con nghiện rất là nhiều thứ. Nhưng mà trong đó có nghiện mạng xã hội. Và bởi vì mạng xã hội là một cái thứ mà mình đã cai được rồi, cho nên là hôm nay mình mới ngồi đây để nói với mọi người nghe về cái chứng nghiện mạng xã hội của mình. Còn những cái gì mà mình chưa cai được thì mình chưa dám nói, nhưng mà mình đã nói với mọi người rồi đấy, là mình luôn luôn muốn nói với mọi người về một cái đề tài gì đấy mà mình biết rõ hoặc là mình thực sự tâm huyết về nó, chứ mình cũng không muốn nói về một cái vấn đề mà nó không hề có backup gì cả, hay là mình không có kinh nghiệm, hay là mình không có cái sự credibility để nói về những điều đấy, mình sẽ không nói. Nhưng mà cái đề tài này là một cái đề tài mà mình nói được, nên mình sẽ nói. Cái thế hệ của mình ấy, cái thế hệ 4.0 này, thì tất cả mọi người đều mang trong mình một chút gì đấy nghiện mạng xã hội. Có thể là không phải là Facebook, có thể là không phải là Instagram, thì sẽ là YouTube, sẽ là Twitter, sẽ là một cái gì đó. Tại vì ngoài kia có quá là nhiều mạng xã hội mà. Nhưng mà đối với mình, cái chủ thể mà mình nghiện là Facebook. Thì cái hồi mà mình nghiện Facebook đấy là hồi mình thì mình nghĩ mình 13 tuổi, 13, 14 tuổi. Tại sao bây giờ mình lại nói mọi người nghe về câu chuyện mình 13, 14 tuổi? Đấy là bởi vì là nhiều khi mọi người xem lại on this day và mọi người xem lại những cái memories của mọi người ngày xưa và mọi người nhận ra mọi người trẻ trâu như thế nào ấy. Đấy, thế là mình đã là một trong người đấy. Đến tận bây giờ mình vẫn không xóa được hết tất cả đống status mà mình đã từng up. Một ngày hồi đấy mình có thể up đến, mình nghĩ là phải 30 cái status không vừa. Thì đương nhiên là bạn bè mình lúc đấy cũng không nhiều lắm, chỉ có chục người gì đấy thôi. Đấy, nhưng mà mọi người cũng chắc cũng phiền. Xong rồi mình nhắn tin all the time, lúc nào tay mình cũng cầm điện thoại. Rồi mặc dù là kiểu như mẹ mình lúc nào cũng bảo là con bị nghiện Facebook rồi, con bị nghiện mạng xã hội rồi, mình không bao giờ chấp nhận là mình nghiện mạng xã hội. Mình luôn luôn bảo mẹ là không phải như thế. Và chắc hẳn là mọi người đã nghe thấy cái câu chuyện là mình bị thu điện thoại tất cả 11 lần rồi. Thì cũng là bởi vì mẹ mình thấy mình dùng điện thoại quá nhiều và mẹ mình phải thu điện thoại của mình. Và một phần nữa là mình hồi đấy mình không có nói chuyện gì với mẹ cả. Mình không có nói gì với mẹ về việc là ở trường, ở lớp mình như thế nào. Mình không nói với mẹ là mình đang buồn phiền hay là có vấn đề gì. Cho nên mẹ muốn biết thì mẹ cũng lại đọc những tin nhắn các thứ của mình. Câu chuyện đấy là một câu chuyện khác mà mình cũng sẽ nói vào một ngày nào đó. Thì sau này khi mà mình lớn lên rồi thì mình mới nhận ra là có lẽ là mình cũng đã từng nghiện mạng xã hội thật. Mà mình không phải là mình nghiện vào những cái việc là mọi người tương tác với nhau, rồi những cái sự like rồi các thứ. Mình nghiện bởi vì mình được nói chuyện với mọi người ở trên đó. Và cái lý do mà hồi đấy mà mình thích mạng xã hội đến vậy, đấy là bởi vì mình trải qua tuổi dậy thì và không có ai để nói chuyện, không có ai để tâm tình. Nói thẳng ra là kiểu ở nhà mình thì bố mẹ cũng rất là tâm lý, rất là thương yêu các con, nhưng mà bố mẹ mình rất là bận, mình không được tâm sự với bố mẹ. Kiểu cái tuổi dậy thì đấy có rất là nhiều thứ thắc mắc rồi suy nghĩ trong đầu, và mình rất muốn nói ra những điều đấy, mình rất muốn tìm hiểu là tại sao lại như thế, hay là mình rất là muốn biết được là mọi người có như thế không. Đáng lẽ ra là mình có thể mang những câu hỏi đấy đến để nói chuyện với gia đình mình hoặc là những người thực sự rất thân với mình, nhưng mà mình không có cơ hội, cho nên là mình phải sử dụng mạng xã hội. Và mình là một người có nhu cầu nói rất là nhiều, mọi người có thể thấy được mình làm vlog, mình làm blog, mình là một người có nhu cầu để nói, để tâm sự rất là nhiều. Từ bé mình đã rất là líu lo rồi, xong đến lúc lớn lên mình cũng phải tâm sự nhiều thế, nhưng mà mình không còn tâm sự được với người nhà mình nữa, không tâm sự được với mẹ mình nữa, tại vì mọi người bận quá. Thế nên là mình cần tâm sự với ai đó, và lý do duy nhất, người duy nhất mà mình có thể tâm sự được đấy là bạn bè mình. Và kiểu khi về nhà rồi mình vẫn cần tâm sự, bố mẹ mình đến tận muộn mới về chẳng hạn, thì mình chỉ có bạn bè thôi. Và kiểu cái cách duy nhất để nói chuyện với bạn bè lúc đấy, một là gọi điện, hai là nhắn tin qua Facebook rồi mạng xã hội rồi các thứ thôi. Và kiểu lúc đầu thì mình cũng gọi điện đấy, mà về sau thì gọi điện tốn tiền mà hồi đấy mẹ mình kiểu không cho mình nhiều tiền điện thoại, xong bản thân là nhà mình cũng không sử dụng, hình như là nhà mình không sử dụng hay là mình không nhớ nữa, hình như là nhà mình hồi đấy bắt đầu cắt điện thoại bàn rồi. Thế mình cũng không có cách nào khác cả để làm mọi người cả, và mạng xã hội cho mình một cái công cụ để kết nối với mọi người một cách rất nhanh chóng mà lại còn miễn phí nữa. Thực ra không miễn phí lắm, tại vì hồi đấy nhà mình không có wifi, cho nên là mình phải đi mua 3G rồi kiểu sử dụng đi com rồi học về các cái gói các thứ gì đấy.
đấy, khi về cơ bản là khi mình lớn lên hơn, mình nói chuyện với mẹ mình hơn, mình có những người bạn thân thiết hơn và làm chủ cuộc sống của mình hơn, thì mình biết cách nói chuyện với mọi người, và lúc đó mình cũng bớt sử dụng mạng xã hội lại ở mức độ nhất định. Với cả lớn hơn thì ý thức được hơn là trên mạng xã hội thì không có gì private, và khi tất cả mọi người biết đến mình thì phốt cũng sẽ come after. Cái hồi 13, 14 tuổi mà mình còn up một đống status ấy, thì hồi đấy mình để cái cài đặt của mình là kiểu chỉ có bạn bè mới xem được. Nhưng mà đến lúc lớn hơn và có nhiều mối quan hệ hơn và làm các cái hoạt động này nọ thì mình để public. Cho nên là lúc đấy mình cũng phải hạn chế hơn, mình cũng phải xem xét xem là mình post như thế nào hợp lý. Nhưng mà nói thật là mình cũng vẫn on nhiều. Mình vẫn on để làm việc, mình vẫn on để nói chuyện với bạn bè, mình vẫn on nhiều và vẫn bị thu điện thoại. Cái lúc mà mình nhận ra là mình nghiện ấy, đấy là năm 2 đại học. Tại sao lại là năm 2 đại học? Bởi vì là mọi người biết năm nhất đại học mình có rất là nhiều vấn đề, mình rất buồn và lúc nào mình cũng reach out, mình cũng muốn nói chuyện với mọi người ở nhà. Mặc dù mình ở Mỹ nhưng mà tâm trí mình ở Hà Nội và lúc nào thì cũng cái bên cạnh cái điện thoại chỉ để kiểu hướng về Hà Nội thế thôi. Và khi mà mọi người như thế theo một thời gian thì mọi người sẽ nhận ra là nó rất tốn công sức, tại vì thực sự là mọi người không còn ở đó nữa rồi. Mình cũng ra khỏi Arms rồi và mình không còn thở hơi thở của Arms nữa, cho nên là kiểu cái việc mà nghiện Facebook đấy và kiểu cố gắng kết nối với mọi người qua Facebook và kiểu cố gắng ở đó theo kiểu virtually, nó chỉ đơn giản là một cái cách rất là ngu xuẩn và rất là hopeless, rất là tuyệt vọng của mình để giữ lại Arms thôi. Và đến cái lúc đấy thì mình nhận ra là mình phụ thuộc vào mạng xã hội quá là nhiều. Mặc dù là Facebook khiến cho mình kết nối được với mọi người ở nhà và mạng xã hội khiến cho mình gọi điện được cho đến những người thân yêu, nhưng mà cũng bởi vì nó mà mình mới buồn rất là nhiều, và cũng bởi vì nó mà mình mới không đi được. Và thực ra thì mình sẽ nói với mọi người là cách mình cai mạng xã hội đấy là mình phải rất đau đớn vì nó thì mình mới cai được, chứ không phải là bùng cái mình cai được đâu. Và có lẽ là mình lớn lên xong sau đấy mình nhận ra rằng ai cũng có cuộc sống riêng và có lẽ quyền riêng tư là một thứ càng ngày càng trở nên quý giá hơn đối với mình. Trước đây thì mình cảm thấy là cuộc đời là một cuốn sách mở và mình chẳng có gì phải giấu giếm mọi người cả. Nhưng mà càng lớn lên thì mình càng nhận ra là mình cứ không giấu giếm mọi người nhưng mà mọi người lại càng soi mói mình ấy, mình không muốn làm như thế và mình dần dần biết là cái gì thì mình cần phải cất đi cho bản riêng bản thân hoặc những người thân, còn những cái gì mà mình cần phải show ra. Và đấy, again, mình rất buồn, mình rất đau đớn, mình mới nhận ra là mình nghiện mạng xã hội. Và cái bước đầu tiên của việc cai nghiện đấy là nhận ra là mình nghiện, đúng không? Mình luôn luôn bảo với mọi người là bước realization là quan trọng nhất. Và bước thứ hai là mình muốn thay đổi cái việc đấy. Thì cái motivation, cái động lực của mình lúc đấy để thay đổi cái việc là mình nghiện ấy, nó chỉ đơn giản là mình không muốn buồn nữa. Mình buồn quá rồi, mình không muốn buồn nữa. Thế là mình đã dành ra 3 tháng straight, kiểu không phải là khóa Facebook mà là tại vì mình biết là mình khóa Facebook thì mình sẽ mất quyền admin của rất là nhiều group, mà trong đấy có group lớp mình và có một số những group quan trọng mà chỉ có mình cầm thôi. Thế là mình không khóa Facebook mà mình kiểu đưa Facebook của mình cho em gái mình cầm. Cái người duy nhất là mình tin tưởng với pass Facebook của mình là em gái mình đưa cho nó, mình bảo nó thay pass đi. Và Instagram nữa. Và đương nhiên là mình vẫn cần có một cái gì đấy để kết nối vào để nói chuyện được với mọi người, bởi vì nói thật là ở bên đấy cô đơn, ở bên đấy mệt lắm, ở bên đấy mình cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm, cho nên là mình phải nói chuyện được với mọi người, là mình cũng cần phải có cái để mà vẫn liên lạc được với gia đình. Cho nên là mình có bảo với mọi người là nhắn tin cho mình qua Viber hoặc là sử dụng nick Instagram private với cả là Facebook private của mình, thì cái Facebook private đấy của mình nó chỉ có khoảng độ chục người bạn thân thôi. Thì ở cái quan trọng là gì? Ở trên Facebook chính của mình ấy, mình follow phải 1.000 cái trang khác nhau mọi người ạ. Mình follow từ cái hồi mà mình vẫn còn trẻ trâu, mình vẫn follow mấy cái group mà kiểu anh yêu em nhất trên cái cuộc đời này, cái gì gì kiểu thế giới trong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, cái gì anh chỉ cười khơi khi nơi đó có em ấy đấy, mình vẫn còn follow mấy cái page đấy cơ, mà mình follow 1.101 trang. Và bởi vì như thế cho nên newsfeed của mình nó cũng đầy, lúc nào cũng sẽ có tin mới, rồi mình có rất nhiều bạn nó có tin mới. Nhưng cái Facebook mới của mình kia, cái Facebook private của mình kia ấy, thì mình lại không follow nhiều, mình chỉ follow rất ít thôi, xong lại có rất ít bạn, nên là thực ra là mình không có nhiều thứ trên feed nên mình không bị nghiện nữa. Cộng với là việc là bởi vì mình biết là mình chỉ kiểu purely lên Facebook để liên lạc với mọi người, cho nên là mình không xem Facebook ở trên điện thoại, mình chỉ sử dụng Messenger trên điện thoại thôi. Chứ còn mình sẽ muốn xem Facebook hay mình muốn check newsfeed thì mình sẽ lên máy tính thì nó sẽ tốn nhiều công sức hơn. Còn Instagram private là để dùng để viết, mọi người hiểu không? Mình phải viết ra, mình phải viết là kiểu mình kêu ca, mình cảm thán các thứ, thì mình vẫn cần cái đó, mình vẫn có Instagram private là vì thế.
đương nhiên là nó không phải là một cái sự triệt để, nhưng mà nó là một cái bước tiến cực kỳ lớn đối với mình cái hồi đấy. Từ một con người mà lúc nào cũng phải up Facebook, một người lúc nào cũng phải on Facebook, lúc nào cũng chỉ chờ đợi tin nhắn của mọi người ở nhà, thì mình đã ignore, mình đã kệ mẹ tất cả mọi thứ. Và stress 3 tháng không up cái gì lên Facebook và Instagram cả. Đấy là cái thời gian lâu nhất, lần đầu tiên lâu nhất mà mình không động chạm gì đến Facebook và Instagram, và không up ảnh. Anyway, cái hè năm đấy thì là mình quyết định một điều mà mình cũng chưa từng làm bao giờ. Đấy là unfriend một số người trên Facebook. Thì lại nói chuyện unfriend, trước đây ấy, mình không bị căng thẳng gì về việc unfriend hay là add friend hay gì cả. Tại vì mình nghĩ là không liên quan gì đến nhau, hay là kiểu không thích nhau thì thôi, unfriend cho nó đỡ vướng mắt nhau. Thế là hồi lớp 10 thì là mình có thấy một bạn, bạn này thì mình bình thường, mình không có quý hay là ghét gì cả, tại vì mình không chơi với bạn ấy nhiều. Nhưng mà bạn ấy có vẻ không thích mình, tại vì mình nghe nhiều người kể là bạn không thích mình và bạn nói xấu mình nhiều. Thế là kiểu lúc đấy mình vẫn còn ít bạn cơ, mình mới nghĩ là thôi, nếu mà bạn không thích mình thì thôi, mình unfriend bạn. Nó chỉ đơn giản một cái suy nghĩ là kiểu mình thì mình không quý hay không ghét thì nó cả, mình chỉ bình thường thôi, nhưng mà mình chỉ suy nghĩ mình không muốn làm phiền bạn ấy nữa, nên mình unfriend thôi. Nhưng mà xong sau đấy thì bạn ấy lại lôi cái việc unfriend đấy của mình ra, và bạn ấy nói rằng là bởi vì như thế cho nên bạn ấy không thích mình nữa. Nghĩa là kiểu mọi người hỏi là thế không thích Snowy đây à? Snowy đây là tên Facebook của mình lúc đấy. Thì bạn ấy bảo là mình không thích những người unfriend mình. Nghĩa là cái lý do bạn không thích mình là do mình unfriend. Thế là mình hiểu nhầm bạn ấy. Thế là kiểu từ đấy trở đi mình không dám unfriend ai nữa luôn ấy. Và sau này khi mà lên lớp 11, 12 mình đi làm nhiều hoạt động rồi, và mình quen nhiều các em, mình có rất nhiều bạn. Hồi đấy là mình có 1.400 hay 1.600 gì đấy bạn. Nhưng mà đợt đấy mình quyết định là thôi, mình phải vượt qua cái nỗi sợ đấy, mình phải vượt qua cái việc mà mọi người trách móc đấy, để mình unfriend thôi. Chứ mình biết rằng là trên cái list friend của mình có rất nhiều người không thích mình, và có rất nhiều người mình cũng không thoải mái share các thứ của mình với người ta. Mình còn nhớ hôm đấy là mình đi cắt tóc, mình đi làm tóc. Trong cái lúc ngồi làm tóc đấy, mình đã ngồi unfriend. Cái chủ trương của mình lúc đấy là nhìn vào cái tên đấy 2 giây, mình không thích thì mình unfriend, người ta không thích thì mình unfriend, mình không biết đấy là ai, mình unfriend. Cái thứ duy nhất mà mình để làm ngoại lệ lúc đấy, đấy là nếu cái đứa đấy mình không biết nhưng mà nó để Ava khối lý thì mình vẫn để lại, tại vì mình vẫn thương các em. Đấy là thứ duy nhất mình ngoại lệ. Còn đâu tất cả mọi thứ mình kiểu thẳng cánh cò bay cho đi luôn. Và Instagram thế mình chỉ giữ lại những cái người mình chỉ follow, những cái người mà mình thực sự quan tâm thôi. Mình không follow những cái người mà kiểu mình biết rằng là xem Facebook, Instagram của họ mình sẽ buồn nữa. Đặc biệt là mình hạn chế, mình nói thật cái này mình cũng hơi xin lỗi các em một tí, nhưng mà mình phải unfollow khá là nhiều em của mình lúc đấy. Tại vì không phải mình không, không phải chị không yêu các em nữa, mà là chị không thể xem được các cái story về An nữa. Chị quá buồn, chị không muốn xem nữa, cho nên chị mới unfollow mọi người. Và kiểu bạn bè cũng thế thôi. Mình không muốn cảm thấy là tại sao mình ở đây buồn như thế này mà mọi người vui như thế. Mình biết là cái vụ đấy của mình ý, có thể là mọi người không để ý, nhưng mà cũng có những người kiểu tự hỏi nhau là tại sao Trang lại unfriend hay unfollow mình. Có nhiều người hỏi Đạt cái điều đấy, có nhiều người hỏi mình cái điều đấy. Và mình chỉ muốn bảo là lúc đấy mình buồn quá rồi, mình mệt quá rồi, mình không thể nào mà keep up được nữa, cho nên là mình quyết định unfriend, unfollow mọi người thôi. Đến bây giờ thì mình đã quay trở lại, follow lại được một vài người mà kiểu mình thực sự vẫn thương, rất thân. Và kiểu mình nhận ra rằng là sau cái vụ unfriend, unfollow đấy, có những người họ trách móc mình luôn, họ hiểu nhầm mình luôn, họ không nghe, lắng nghe lý do của mình. Thì thôi, những người đấy mình cũng không cần thiết phải follow nữa. Thì mình nghĩ đấy là bước lớn thứ hai trong quá trình cai nghiện của mình. Sau khoảng thời gian mình unfriend đấy thì nó là một cái sự khá là mới. Đấy là thứ nhất, newsfeed mình vắng vẻ hơn. Thứ hai là bài post của mình thì cũng ít like hơn. Thứ ba là kiểu mình cảm thấy như là nó cứ trống vắng ý, mọi người hiểu không? Có một cái gì đấy hụt hẫng. Tuy nhiên theo thời gian thì mình lại cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Mình không nhìn thấy những cái bài post là mình buồn nữa, mình không nhìn thấy những thứ làm mình kiểu suy nghĩ nữa. Thế là thôi. Mặc dù là nhiều khi thằng Đạt nó cứ hay bảo là ui trời ơi thấy chưa, bạn thì kinh lắm rồi, bạn unfollow, bạn unfriend các bạn thế này nọ kia, kinh quá thứ. Mà không phải là mình không yêu các bạn nữa, chỉ là mình thực sự quá buồn rồi, mình không thể chịu được. Nhưng mà nói thật với mọi người là đôi khi mình cũng cảm thấy hụt hẫng, bởi vì không còn tâm sự được nhiều với người này người nọ người kia. Và đôi khi mình cũng cảm thấy cô đơn hơn, tại vì lúc mà lớn lên rồi thì ai cũng có cuộc đời riêng, mà không phải lúc nào mình cũng nói chuyện được với tất cả mọi người. Có những lúc mình buồn mình cũng không kể được cho ai cả.
Nghĩa là kiểu mình vẫn là thuộc dạng kể chuyện nhiều, không phải là một người kín như Đạt, nhưng mà mình cũng không thể kể kiểu được như ngày xưa. Và đấy là một cái fact, tại vì ai lớn lên rồi cũng thế. Và kiểu mặc dù là nó buồn đấy, nó cay đắng đấy, nhưng mà nó là như thế. Và đôi khi mình vẫn khóc về việc đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là theo một cách nào đấy thì cái việc cai nghiện mạng xã hội dần dần và hiểu được ra rằng là những ai thương mình đã cứu rỗi mình rất là nhiều và đã làm mình hiểu hơn, trân trọng hơn những người thương yêu mình. Thì thực ra cái việc nghiện mạng xã hội đấy của mình, nó sau này mình nhìn lại và mình cũng được giúp đỡ và mình cũng nhận ra rằng nó không phải là mình nghiện mạng xã hội, mà nó là mình nghiện được nói chuyện, được tâm sự, được kết nối với mọi người. Tại vì lúc đó mình rất cần cái sự kết nối và rất cần sự tâm sự với mọi người, nhưng mà mình lại không có, không tìm được ở những cái support system của mình. Và theo một thời gian rất là dài, nhưng mà kiểu cũng may mắn là bởi vì mình là một người rất là muốn tốt lên, muốn mình làm thế nào đấy để bản thân tốt hơn, cho nên là mình mới có thể dứt khoát và làm mọi thứ kiểu rõ ràng hơn. Thì mình chỉ muốn bảo rằng là cái bài học của mình sau cái việc nghiện mạng xã hội đấy, nó không chỉ về việc cai nghiện, nó không chỉ về việc mạng xã hội tốt hay xấu gì. Mình sẽ không nói mạng xã hội tốt hay xấu, bởi mình nghĩ ai cái gì cũng có hai mặt. Và thực sự là khi mà mình đi du học thì mình rất biết ơn Internet, rất là biết ơn mạng xã hội, bởi vì phải nhờ Internet mà mình mới kết nối được với mọi người, với những người bạn cũ, với gọi điện được với cho mẹ hay kiểu thế. Nhưng mà mình cũng biết rằng là Internet nó khiến cho chúng ta kiểu bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái việc mà mọi người fake news hay là cái việc mà mọi người kiểu suy nghĩ tiêu cực rồi hiệu ứng đám đông các thứ, nó xảy ra là bởi vì Internet. Chứ không có Internet mọi người sẽ không bao giờ nghĩ về đấy. Rồi kể cả Internet cũng làm cho mình kiểu cảm thấy xấu hổ hơn với bản thân, hay là nghĩ xấu về bản thân, bởi vì là kiểu nhìn những cái role model kiểu mọi người sống một cuộc sống thật là tuyệt vời ở trên Internet nhá, hay là mọi người có dáng đẹp, hay là mọi người có ăn healthy thì ăn uống healthy thì kiểu mình lại nhìn lại cuộc sống của mình và thấy là ôi cái cuộc sống mình fuck up thế. Nếu mà mọi người không có cái subject, mà không có vật chủ để mọi người so sánh, thì mọi người sẽ chả bao giờ so sánh và kiểu nghĩ là bản thân tồi tệ, đúng không? Internet toxic có đấy, nhưng mà nó cũng tốt. Thế thì có mặt xấu và mặt tốt mà, cho nên là mình mới phải cân bằng ấy. Bất cái bài học quan trọng hơn mà mình muốn nói ở đây là cái sự kết nối với mọi người, về cái cách mà chúng ta trân trọng những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa với chúng ta, và giữ gìn những người thực sự thương chúng ta, và nhận ra những người thực sự thương chúng ta. Bởi vì mình đã từng có rất nhiều bạn, mình đã từng có một vòng tròn rất lớn, nhưng mà cuối cùng thì cũng không phải là ai cũng thương mình. Và dù cái đấy cay đắng đấy, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, cuộc sống mà. Và thêm một cái nữa là với một con người mà hay sợ bị bỏ rơi, bị abandoned issue như mình ý, abandoned issue, thì thực ra cái việc let go, cái việc buông tay là một việc cực kỳ khó, và mình vẫn làm được, thì có nghĩa là các bạn vẫn làm được. Đến bây giờ ấy thì mình đã tắt hết noti của Messenger, Facebook, Instagram rồi. Khi nào mà mình muốn thì mình mới vào để xem Facebook, Instagram hay là các cái mạng xã hội nói chung. Tại vì mình không muốn để nó điều khiển mình nữa. Mình muốn là mình điều khiển nó, mình muốn là mình kiểm soát nó chứ không phải là nó kiểm soát mình. Mình muốn rằng là cuộc sống này là của mình chứ không phải là của nó nữa. Và mình mong rằng các bạn cũng thế, bởi vì mình biết rằng bây giờ ai trong chúng ta cũng dán mắt vào điện thoại 24/7. Nhưng mà mình hiểu rằng đấy là lựa chọn của mình và mình có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Còn ví dụ như là kiểu hôm nào mà bận rộn hay là các thứ, mình không có cái cảm giác là mình phải check xem Facebook như thế nào nữa. Còn ví dụ mình chán quá, đang giãn cách này chả có gì để làm, phải ngồi xem phim suốt, thì đấy là chuyện bình thường. But yeah, I just wanna say là kiểu mọi người hãy học cách để dừng lại khi cần. Chưa kể đến những cái tác động về sức khỏe mà sử dụng thiết bị điện tử ảnh hưởng đến các bạn nữa. Ví dụ như là kiểu cái blue light, cái ánh sáng xanh của điện thoại thì nó sẽ ảnh hưởng đến da, rồi ảnh hưởng đến não của các bạn. Mình chỉ muốn bảo là hãy cân bằng. Mình không thể cấm mọi người được, tại vì bây giờ đấy là một cái mà kiểu không thể thiếu rồi. Nhưng mà hãy cân bằng và đừng để nó kiểm soát chúng ta. Thế thôi, và hãy đi ra ngoài kia và kết nối với mọi người một cách thực sự. Hãy gặp những người thực sự thương yêu các bạn. Hãy ở bên những support system của các bạn, thì các bạn cũng sẽ cảm thấy đỡ muốn kết nối với điện thoại hơn. Anyway, có một quyển sách nói về việc mạng xã hội và Internet nói chung, với thế giới bây giờ nói chung, đấy là ghi chép về một hành tinh Âu Lo của Manhattan. Mình sẽ list xuống thế này, link Tiki để mua, mọi người nên đọc quyển đấy, bởi quyển đấy rất là hay. Cái quyển đấy nó nói về anxiety, về kiểu những cái nỗi lo lắng mà Internet mang đến cho chúng ta, và mình là một địa sự điển hình đây. Tại vì kiểu xem Internet nhiều, dùng điện thoại nhiều thì sẽ bị nghĩ tiêu cực nhiều.
Đấy, but anyway, có thể có mọi người không như thế, nhưng mà đấy mình chỉ ví dụ thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người vào chiếc vlog tuần sau, và nhớ lên xem stream của mình vào mỗi thứ năm nha. Bye bye.